Xin chào cô bác và anh chị. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình một cái loại cây cỏ mọc hoang ở ngoài đồng ngoài xá, mà nó có thể trị được cái bệnh về mắt rất tốt, ví dụ như viêm kết mạc hoặc là bệnh đục thủy tinh thể. Ngoài ra thì nó còn có thể hỗ trợ và điều trị được những cái bệnh về viêm nướu, viêm lợi đó, rồi chảy máu rưng răng, chảy máu cam, rất là tuyệt vời. Và loại cỏ này thì nó cũng không có xa lạ với cô anh chị mình. Thì đôi khi chúng ta bước qua nó, có khi chúng ta giẫm đạp lên nó, hoặc là nó mọc ở trong sân, trong vườn chúng ta. Chúng ta dãy cỏ bỏ nó mà chúng ta đang bị bệnh như vậy, đang bị mắc một trong những cái căn bệnh mà Hải đã chia sẻ, Hải nói. Nhưng mà chúng ta lại không biết công dụng thì chúng ta bỏ nó đi một cách rất là đáng là tiếc. Thì hôm nay thì Hải muốn chia sẻ những công dụng của loại cỏ này để chúng ta có thể không bỏ qua nó một cách đáng tiếc. Với cách sử dụng của nó thì cũng rất là đơn giản thôi. Và đó là loại cỏ gì mà nó lại có những công dụng quý đến như vậy? Đây này các anh chị. Thì đây này các anh chị mình nhận ra đây là cái cây cỏ gì không ạ? Đây. À, đằng kia nó cơ các anh chị. Đó. Đây. Chắc hẳn các anh chị mình hay gặp nhưng mà chúng ta không có biết loại cỏ này. Đó, các anh chị. Đó. Không có biết tên, cũng không có biết công dụng của nó, thì hôm nay hãy sẽ chia sẻ một số công dụng của cái loại cỏ này cho các anh chị mình, mà nó có thể giúp chúng ta trị được những cái bệnh về mắt hoặc là những cái bệnh về răng lợi, rất là tuyệt vời. Đây là cây cỏ cốc tinh thảo hoặc là cây cỏ dùi trống. Dùi trống thì do là cái như thế này, cái hoa của nó mọc lên như thế này, nó giống như cái dùi trống, cho nên người ta gọi là cỏ dùi trống. Và bộ phận sử dụng của nó thì chúng ta sử dụng như thế này, chúng ta bứt lên và sử dụng như thế này. Đó, bộ phận sử dụng của nó. Đó, người ta bứt cái hoa lẫn cuốn hoa như thế này, người ta sử dụng ha. Cỏ dùi trống này nó có rất là nhiều công dụng trong đông y, và đây là một trong những dược liệu quý cho ngành thuốc đông y. Loại cỏ này nó có tác dụng về tác dụng làm mạnh xương khớp ha, và chữa đau lưng, rồi giúp chúng ta bổ thận, rồi trị được cái vấn đề chảy máu chân răng, chảy máu răng, rồi trị đau lưng, mỏi gối và cái tình trạng mà tiêu chảy kéo dài, đặc biệt những cái bệnh về răng lợi và mắt, rất tuyệt vời từ cái cỏ dùi trống này. Đây. Đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái số công dụng cho cô bác anh chị mình. Loại này thì là cỏ, cho nên nó là thuộc dạng thân thảo và nó sống lâu năm. Và nó thường có ở những ruộng vườn. Bộ phận dùng của cỏ dùi trống này là chúng ta sẽ sử dụng cái hoa lẫn cái cuốn giống như thế này, như mình đã chia sẻ của anh chị mình. Và chúng ta sẽ thu hái vào mùa thu của các anh chị mình ha. Thì chúng ta sẽ thu hái về và chúng ta sẽ ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo. Và các anh chị mình phơi hoặc sấy ở nhiệt độ từ 50 đến 60 độ. Có nghĩa là chúng ta có thể phơi ở ngoài nắng, hoặc là chúng ta có thể sấy khô ở nhiệt độ 50 đến 60 độ. Và nó sau khi khô thì nó sẽ trở thành một cái loại dược liệu có tên là cốc tinh thảo, và bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát để chúng ta có thể sử dụng dần. Tính vị của cây cốc tinh thảo này, cái cỏ cốc tinh thảo này là nó có tính mát, vị cay, ngọt và không có độc. Đó. Cho nên khi mà chúng ta bị nóng trong cơ thể thì cây này nó có thể giúp chúng ta làm mát cơ thể, làm thanh nhiệt, là khu phong, làm sáng mắt. Đó. Và bổ thận, rồi làm mạnh xương khớp. Nói chung là nó rất nhiều công dụng tốt, cho nên hôm nay Hải muốn chia sẻ của anh chị mình. Thì bài thuốc thứ nhất Hải muốn chia sẻ của anh chị mình, đó là bài thuốc trị chữa viêm kết mạc. Hôm trước Hải chia sẻ của anh chị mình một cái bài thuốc từ cái cây cỏ hôi, cái cây cộng sản đó. Thì mình sẽ trị viêm giác mạc có mẫu. Còn cây này nó trị viêm kết mạc. Bữa giờ cũng có một số của anh chị mình nhờ Hải chia sẻ những cái bài thuốc trị viêm kết mạc. Thì đây ạ, đây là một cái loại dược liệu mọc hoang mà chúng ta có thể trị viêm kết mạc, rất tuyệt vời. Thì nếu như vào cái mùa mà nó không có hoa thì dĩ nhiên rồi, chúng ta bộ phận sử dụng là hoa. Nhưng để chúng ta nó không có hoa mà chúng ta có thể một phần nào đó chúng ta nhận diện ra được, thì Hải sẽ bứt một cái lá. Cái lá của nó cái dạng bẹ của anh chị mình này. Lá của nó cái dạng bẹ đó, chứ không phải là giống như những cái lá cỏ. Đây. Cô bác chị mình quan sát kỹ nè. Đây là một cái bụi cỏ cốc tinh thảo mà khi nó ra hoa như thế này. Và cái dạng lá của nó nè.
Đó, các anh chị mình thấy chưa, nó mọc bẹ bẹ như thế này đó. Và đây là những cái hoa của nó lên rồi mà bị gãy rồi. Đây, có anh chị mình quan sát kỹ dược liệu ha. Đây, cái lá nó hình bẹ đây đó, nó bẹ, nó bó vào cái thân cỏ đó. Đây rồi, chúng ta sẽ đi vào bài thuốc ha. Bài thuốc thứ nhất, bài thuốc trị viêm kết mạc rất tuyệt vời từ cái cây cỏ dừa trống này. Thì bộ phận sử dụng hai đó nói rồi đó, bộ phận sử dụng thì chúng ta sử dụng như thế này ha, đem về phơi khô đi rồi chúng ta sử dụng dần. Mỗi lần sử dụng của bác anh chị mình lấy cho hai 20g cốc tinh thảo khô, 20g khô và 20g phòng phong. Thì phòng phong là gì thì Hải sẽ để một cái hình ở trên màn hình để cho các anh chị mình tham khảo ha. Rồi, hai loại này của bác anh chị mình đều khô hết ha. Phòng phong và cái cỏ cốc tinh thảo đều khô hết. Của bác anh chị mình là tán thành bột mịn. Thì chúng ta sẽ sử dụng khi mà tán thành bột xong, chúng ta sử dụng hai loại này. Mỗi lần á, thì của anh chị mình lấy cho Hải từ 1g đến 2g bột của phòng phong và cây cỏ cốc tinh thảo. Rồi chúng ta sẽ pha vào nước ấm và chúng ta sẽ uống. Mỗi ngày của anh chị mình sử dụng 3 lần như vậy. Đó là cách sử dụng trị viêm kết mạc từ cái cây cỏ dừa trống này, rất tuyệt vời. Khi mà bị chảy máu cam thì chúng ta sử dụng thế nào? Thì của anh chị mình là cũng lấy cái cốc tinh thảo này, và của anh chị mình phơi khô tán thành bột mình. Rồi mỗi lần á thì của anh chị mình là lấy cho Hải 6g rồi pha với lại nước ấm và chúng ta sẽ uống. Thì như vậy thì nó chữa trị cái chứng này, cái bệnh này rất là tuyệt vời. Bữa giờ thì cũng có một số của anh chị mình nhờ Hải chia sẻ cái bài thuốc trị cái bệnh chảy máu cam này đó. Thì đó, đây là cái loại cỏ mà chúng ta có thể hỗ trợ điều trị được đó. Còn khi mà chúng ta bị về răng lợi sưng đau nè, đó, răng lợi sưng đau gọi là viêm lợi đó các anh chị, thì các anh chị mình chuẩn bị cho Hải là từ 15 đến 30 gram cái cốc tinh thảo này đó. Các anh chị mình là 15 đến 30 gram ha đó. Thì các anh chị mình đổ cho Hải là 1 lít nước, và các anh chị mình sắc lại cho Hải còn khoảng hơn nửa lít và uống trong ngày cho Hải ha đó. Và khi mà chúng ta uống á thì các anh chị mình ngậm và từ từ. Nói chung á là cây này vào á thì hồi nãy á của bác anh chị mình nhớ không, cái tính vị của nó là tính mát. Cho nên á khi mà chúng ta bị nóng quất trong cơ thể thì á nó mới vấn đề là viêm răng. Đó, viêm răng rồi chảy máu chân răng. Cho nên á chúng ta uống cái này vào, nó có thể kháng viêm chống khuẩn, rồi nó có làm mát cơ thể chúng ta. Từ đó thì nó có thể là nó trị được cái vấn đề về răng lợi rất là tuyệt vời. Và lưu ý đây. Đây cũng có một cái loại cỏ. Cái hoa của nó nè, các anh chị mình thấy nè, đó, nó cũng gần giống như cốc tinh thảo, nhưng mà cái hoa của nó là cái hoa màu nè, cái màu khác nè, màu nâu nâu nè đó, chứ không phải là màu trắng ha. Đó, các anh chị mình thấy không ạ, nó khác nhau ha. Khi mà chúng ta bị đục thủy tinh thể, bữa giờ cũng nói chung những cái bệnh về mắt thì cũng có rất nhiều của anh chị mình là nhờ Hải chia sẻ những cái bệnh về mắt. Thì đây cái cỏ cốc tinh thảo này, khi mà chúng ta muốn hỗ trợ điều trị bệnh đục thủy tinh thể từ cái cây cốc tinh thảo này, cây cỏ dừa trống này, thì của anh chị mình lấy cho Hải là 50g cốc tinh thảo khô và 50g cái ngao biển, 50g sò huyết và 100g lợn. Đó, của anh chị mình đưa tất cả các dược liệu vào cái chảo và của anh chị mình xao giòn, và chúng ta sẽ tán thành bột ha, tán thành bột nhỏ, tán thành bột mịn á, bột mịn. Đó. Rồi của anh chị mình gan lợn á thì của anh chị mình rửa sạch đi và thái nhỏ ra cho vào nồi, và các cái nguyên liệu mà chúng ta đã tán thành bột mà hồi nãy đã chia sẻ đó thì của anh chị bỏ chung vào luôn, nấu chín lên. Rồi của anh chị mình nó là ăn chung với một bát cơm, ăn tất cả các loại này chung với một bát cơm. Nói chung là chúng ta sẽ đổ cái bột này vào, bột hồi nãy mình đã tán bột đó, rồi gan lợn, và đổ nước vào. Chúng ta sẽ giống như chúng ta hầm, như bánh chị biển hầm cho nó chín, hầm cho chín hơi cứng một chút, gọi là chín hơi rụng một chút, rồi chúng ta sẽ ăn với một chung với một bát cơm đó. Rồi nếu mà chúng ta muốn cho cái tác dụng nó tốt á thì có anh chị mình nên ăn cả cái lẫn nước, rồi ăn ở lúc thời gian trước khi đi ngủ. Thì đó là cái bài thuốc trị đục thủy tinh thể từ cái cây cốc tinh thảo này đó, rất tuyệt vời. Và do nó có tính mát cho nên phụ nữ có thai thì chúng ta nên hạn chế sử dụng ha, nhất là vào ban đêm đó. Và đây là một cái số công dụng mà từ cỏ cốc tinh thảo mà mình muốn chia sẻ cho các anh chị mình hôm nay, rất tuyệt vời. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của các anh chị mình những công dụng rất tuyệt vời từ cái cỏ cốc tinh thảo này, rất tuyệt vời không các anh chị.
nếu như chúng ta hợp cơ địa thì rất tuyệt vời. Thì cũng đã xong, thì mong rằng những cái video như thế này, mong video chia sẻ về những cái loại cây, những cái loại cây cỏ mà chúng ta có thể kiếm được ở trong vườn, ở trong ruộng vườn rẫy của chúng ta, mà chúng ta có thể biết được công dụng của nó thì rất là tuyệt vời. Rồi, thì cũng đã xong, thì cuối video hãy cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video hãy đến đây hãy xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.